gieo sâu đau khắp thế gian nhân loài. Bi ai búa bay lan tràn từ thị thành đến nơi làng quê, đớn đau biết bao gia đình người xa người cách ly tình thân. Loài thoát nạn Covid đớn đau tốt cùng đời sao lắm tai ương, cao xanh đâu chẳng cho cùng mong tiêu trừ ác gian tà tâm, ban cho chúng sanh phước lành được an bình thoát qua nạn tai. Gỡ tay bay khiến bao cảnh đời lầm than, đêm ngày lo sầu hoang mang khắp nơi nhuộm màu ly ta. Giọt sầu thẳm trên bờ mi, mọi người chung lòng xua loài Covid cách ly cộng đồng, đừng lợi ích riêng tư, quân dân chắc tay kết đoàn thì giặc nào cũng mau lùi xa. Chớ nên bước ra khỏi nhà việc, chưa cần chớ nên vào ra. Người ơi nhớ lại cái chung, chớ nên đông người tập trung, tốt 5K thực hành cách ly, quyết chung tay đẩy lùi Covid cho thế nhân không còn nạn nguy, quyết chung tay đẩy lùi Covid cho thế nhân không còn nạn.